Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 29 tháng 9, giờ này cũng 3 giờ chiều rồi. Em muốn chúc cả nhà mình có một buổi chiều vui vẻ, sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc của mình. Quay trở lại với cái video này thì em xin phép chia sẻ và cập nhật những thông tin đáng chú ý gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Anh Huy Sang đã lên tiếng vào quý cô chú anh chị. À, anh Sang Soạn đã lên tiếng rồi. Cô chú anh chị và các bạn mình theo dõi cái bài viết của anh Huy Sang nha. Anh có nói như thế này: nói cho mày nghe nè, heo tay xanh. Đó, cô chú anh chị, em dùng cái từ heo tay xanh là cô chú anh chị biết ai rồi đúng không ạ? Nói cho mày nghe nè, heo tay xanh, bớt mỏ xạo lờ lại, bớt kêu tên tao lại. Tao đéo phải hạng người như mày sống hai mặt quay xe. Mày và chủ nhân mày dùng nick ảo tấn công tao, chù vợ tao hư thai, chù con tao từ lâu tao đã không nói tới. Đời tao là của tao, sống không nịnh bợ bất cứ ai. Mày với chủ nhân mày bớt dùng chiêu trò tiểu nhân bị ổi công kích người khác. Đủ bản lĩnh, mày và chủ nhân mày alo tao. Tao cho cái hẹn, tao hứa tụi mày, tao hứa với tụi mày, một mình tao gặp, tụi mày thua tao chung. Đó cô chú anh chị, đó là bài viết của anh Sang có chia sẻ ha trên trang cá nhân của anh cách đây khoảng 46 phút rồi. Đó. Thì một bài viết này á, coi như là một bài viết em đọc được có vẻ là lần đầu tiên em đọc được với những lời lẽ thách thức và những lời lẽ gọi là không nhượng bộ, thua thì chung, sống không nịnh bợ ai, và cũng như nói với con heo tao xanh á, là mày và chủ nhân mày bớt dùng chiêu trò bị ổi công kích tấn công người khác, có đủ bản lĩnh thì hẹn gặp riêng, thôi thì chung với quý cô chú anh chị. Thì anh cũng có chia sẻ vậy ha, nhận lại được 999 cái like và có 176 cái bình luận ha. Đó, bên cạnh đó thì có được 13 lượt chia sẻ một bài viết, một cái khẳng định ha quý cô chú anh chị. Ở dưới đây thì có rất là nhiều người đồng tình, đồng tình với là anh Sang. Sau cái vụ lùm xùm mấy ngày hôm nay thì trên không gian mạng cho rằng anh Sang đi hay hàng. Ở đây thì em cũng muốn nói với cô chú anh chị và các bạn mình, anh Sang thì dùng cái từ quay xe thì chưa gọi là quay xe của chú anh chị ha, tại vì ảnh là gọi là hay hàng, dùng cái từ phải dùng từ hay hàng nó nhẹ hơn từ quay xe đúng không cô chú anh chị. Đó. Chứ còn cái vấn đề mà gọi là quay xe thì chưa thấy làm cái gì hết, chưa thấy cái gọi là cái gì đó mà hại chị Loan. Nhưng có lỗi với lại chị Ni ha, anh Sang có lỗi với chị Ni. Thật sự là mà nói thì những lời mà xin lỗi của anh Sang thì em nghĩ là không biết có lấy lại được tình cảm và cũng như là hàn gắn được cái vết thương lòng của chị Ni hay không thì em không biết cô chú anh chị. Đó, thì sau khi mà chị Ni gặp nạn thì ảnh những hình ảnh của chị Ni đi, và sau khi chị Ni về Việt Nam thì mới mở lên lại, cộng đồng mạng đã thấy. Và cũng mong là anh Sang nghe được cái clip này thì cũng như là giải thích với cộng đồng mạng coi, và cũng như lên tiếng. Kể từ đây thì em nghĩ là anh sẽ lên tiếng nhiều hơn, vì quá là nhiều chuyện, quá là nhiều câu hỏi đặt ra cho anh. Nào là có người thấy anh đi mà mua nhà hay là xem nhà cùng với lại con Lele ha cả nhà. Và cái vụ việc là ngày khai trương anh cũng có nhận từ con Lele một bó hoa bằng tiền, anh vẫn còn qua lại với Lele hai hít. Thật sự có nhiều khán giả cũng nói là cũng tội cho anh Sang, là vì anh là người chơi với lại hai hít từ lâu, bây giờ cũng không biết làm sao, cái kiểu như là không biết bên ai bỏ ai cái nhà, cái kiểu như vậy. Nhưng trong cái cuộc chơi, trong một cái drama, chắc chắn là chúng ta phải chọn một con đường, không thể nào chọn cả hai được. Chúng ta không nên có một cái lòng tham, chúng ta phải chọn một thôi, một trong hai. Tại vì trong một cái cuộc chiến thì chúng ta phải đứng về một phía, không được đứng hai phía. Đứng giữa thì mũi tên bên đây nó bắn qua bên kia nó bắn lại, thì mình đứng giữa là thế nào, đường nào cũng chết cô chú anh chị, đường nào cũng bị thương, đường nào cũng chết. Mình đã ra gọi là ra chơi rồi đó, thì mình phải nét, mình có chơi có chịu, cuộc chiến nào thì cũng phải có thương đau, chấp nhận thương đau và quyết định là chiến ha. Đối với những anh em YouTube như tụi em đây, khi mà đã dám đương đầu gọi là đối mặt với lại phía bên kia và lên phản biện như vậy thì tụi em cũng quyết định là chiến. Tụi em cũng đã từng bị hăm dọa rất là nhiều của chú anh chị, phía bên kia hăm dọa,
hẹn gặp ga thế này thế nọ, và bên cạnh đó là có những cái vi bằng, và tụi nó còn hù là em sẽ ủ tờ các kiểu ha, T30 rồi các kiểu, nói rất là nhiều cô chú anh chị. Nhưng phải chấp nhận, cuộc chiến nào cũng phải chấp nhận thương đau, có sẽ có vết thương và sẽ có rỉ máu đó. Nhưng chúng ta phải làm sao đi đúng, đi đúng đường, và cũng như là đứng về một phía thôi, chứ không thể nào mà mình tham lam, mình muốn được cả hai chân, điều đó là không được ha. Trong cái cuộc chơi ở ngoài cũng vậy cô chú anh chị, chứ đừng nói gì cái drama. Trong cái cuộc, cái tình bạn cũng vậy, khi mà mình không thích bên kia, ví dụ mình không thích bên kia là mình không chơi nữa, nhưng mà có thằng bạn của mình nó chơi hai hàng, nó chơi ở giữa, như vậy thì không được hết cả nhà, như vậy là không được. Rồi nhiều khi tao ngồi gần mày, tao muốn tâm sự với mày, tao muốn nói chuyện với mày, mà tao e dè, tao không dám nói, tại vì mày đang vẫn còn chơi với cái tụi bên kia. Tao nói rồi, bắt đầu mày đi qua bên kia, mày nói lại, mày học lại, mày mách lẻo lại, mày nhiều chuyện lại, giữa mày truyền thông tin thì không được ha. Thật sự cái này là không được. Và cũng như là nếu mà anh Soàn, anh Tư Soàn, anh có nghe được thì anh có nghe được thì anh hy vọng là anh sẽ giải thích, và cái lần này coi như là cộng đồng mạng sẽ mong chờ những cái lời giải thích của anh nhiều hơn, nếu anh muốn giải thích. Còn nếu anh không muốn giải thích thì chuyện cái đó là chuyện tùy tùy chuyện anh thôi, chứ còn không còn lý do nào để bàn cãi nữa. Anh không làm sáng tỏ thì coi như là kể từ đây là xong rồi đó, coi như là xong đó. Mấy ngày hôm nay thì mọi người cũng đã thấy được, và cũng như là lộ tin nhắn của anh Hải Thầm ra rồi, anh cũng nói rất là nhiều trong cái tin nhắn đó ha, rất là nhiều trong cái tin nhắn đó. Còn cái vụ việc mà anh lên chia sẻ và cũng như là anh có phản biện lại hay không là chuyện của anh. Anh nếu nhiều khi đôi lúc có những lúc mà im lặng á, là cũng tốt, nhưng mà đôi lúc chúng ta cũng không nên im lặng, chúng ta cần phải có một lời giải thích để thỏa đáng cho cộng đồng mạng. Tại vì bây giờ thì anh cũng biết cơ sở kinh doanh của anh rất là nhiều ha, hai ba cái gì đó, mà anh cứ im lặng như vậy thì em sợ nó không tốt cho cái vấn đề kinh doanh của anh đâu đó. Em không có bên ai, em cũng không có gọi là bem ai mà gọi là nặng quá cô chú anh chị. Thật sự mà nói là khi lên đây á, thì không có chửi bới ai cả, lên đây để giải thích ha. Từ trước tới giờ có nhiều khán giả mắc cười lắm, nói em á, Tài ơi Tài, tại sao mà lên mình phản biện á, mình phản biện mà mình không mạnh mẽ lên, mình hùng hồn lên, hổ báo cấu trộn lên cô chú anh chị? Không có, em làm không được cả nhà ơi, em làm không được điều đó. Em lên chỉ phân tích, nói này nói kia, nói lý lẽ ai đúng ai sai, và coi cô chú anh chị mình cùng nhau tham khảo và góp ý thôi cả nhà đó. Thì những vụ việc đó thì em chia sẻ với cả nhà mình. Và mới vừa đây á, cả nhà mình còn nhớ không, chị Ni ngày lúc trước á cả nhà, chị Ni lúc trước có dùng một cái nick Facebook của một chị gái mượn cho đó cả nhà, cả nhà nhớ không, mượn cho mượn đó cả nhà, để lên livestream để nói chuyện với cô chú anh chị mình khi mà chị Ni bị hack Facebook nhiều lần quá đó. Và có một chị gái tên là Celica Quỳnh để cho mượn cái Facebook của chị Ni, chị đó đó, cho chị Ni like, mà like không có được á, cả nhà mình còn nhớ không? Thì cái dòng tin nhắn này thì không biết là của chính chủ hay là của chị Ni thì không biết, cái cô chú anh chị đó, thì chị có nói như thế này nè: chị thất vọng với Sang, chuyện vợ em không giữ được con là do nhiều yếu tố, sức khỏe, tuổi tác, stress công việc, mở phun xăm, đi chơi, ăn nhậu, nhảy tưng tưng, còn vấn đề tâm linh, vân vân. Những vấn đề theo dõi vợ em qua cái drama đều nhìn thấy. Lúc em chưa mang máy bán hàng qua cho bé Loan, có ai biết vợ em không? Đu vô con mớm với Ni, vợ chồng em có được công ăn việc làm. Em trả ơn anh, chị em trong nhóm bằng cách vu cáo đổ tội cho họ làm vợ em sảy thai. Người làm trời nhìn nhé em. Ngay cái ngày vợ chồng em xuất hiện bên mấy đứa nhỏ là tôi nhìn ra bản chất của vợ chồng em. Vì mấy đứa nói, tôi vẫn mong và cố tin vợ chồng em đứng cùng chuyến tiến với mớm. Bây giờ chúng mình ngay từ đầu, cái nhìn của tôi về vợ chồng em đúng và đúng. Vợ chồng em đến với mớm vì lợi ích là không thể chối cãi. Chỉ có những người như Ni, Võ Việt Băng, Chí Cảnh, Má Tư và tất cả những người yêu thương cha con cố nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Loan mới là tình thương thật sự. Chúng tôi bỏ công, bỏ tiền để ủng hộ con gái duy nhất cố nghệ sĩ, và chúng tôi là những người không có cần báo đáp. Vợ chồng em làm ơn bớt giả tạo lại giùm. Giờ tôi không còn lòng tin chút nào luôn. Niềm tin cuối cùng đã mất. Ông bà ta nói không sai. Đừng tin vào những người thầy thốt. Hãy nhìn xem cách họ hành xử. Đó,
Đó là bài viết của chị Selila Quỳnh đó, quý cô chú anh chị. Mà chị này ngày xưa cho chị Ni mượn cái nick đó. Em không biết là đây là lời lẽ của chị Ni hay là lẽ của chị chính chủ đó. Nhưng mà em rất mong là lời lẽ này là của chị chính chủ ha cả nhà. Em nghĩ là chị Ni sẽ không nói như vậy đâu. Chị Ni sẽ im lặng ha, để cho cộng đồng mạng, để cho cô chú anh chị mình đánh giá ha. Chứ chứ chị Ni không thể nào mà lên nói vậy đâu cả nhà ha. Chị Ni, chị Bích Trâm và chị Hồng Loan, em biết ba mấy chị đó cũng còn một cái gì đó, cái nghĩa, cái tình, tại vì cũng đã đi chơi một thời gian rồi cả nhà, cái nghĩa, cái tình không nói để cho cộng đồng mạng tự cảm nhận và tự nhận xét, tự đánh giá. Thì những lời lẽ đó của chị Bích Trâm, của mấy chị em nói lên như vậy thì chúng ta cũng ngầm hiểu là sự việc nó như thế nào rồi, đúng không cả nhà? Đó, quá là nhiều chuyện xảy ra cả nhà ơi. Hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn định đến với lại chị Ni, chị Loan ha, trong tương lai. Có rất là nhiều cái mối nghi ngờ, có rất là nhiều cái gọi là cái câu hỏi đặt ra dành cho anh Tư Soạn. Tại sao ngày chị Ni, mọi người nghi ngờ là cái chuyến bay của chị Ni bị tiết lộ. Thứ nhất, cái thứ hai là cái bó bông, thứ ba là có người thấy anh đi mua nhà gì đó thì không biết, chỉ nghe tin đồn thôi. Thì nếu không có thì anh cứ lên phản biện lại ha, cứ anh lên chia sẻ lại. Và những gì mà anh nói như là anh sẽ không rời Đam, và cũng như là anh sẽ không, và anh và chị Ni là người vẫn vui vẻ, vẫn chơi vui bình thường. Nhưng mà anh thấy không đó, anh thấy là chị Ni, chị Loan cũng đâu có lên nói gì đâu, phó mặc cho trời, phó mặc cho cộng đồng mạng rồi cô chú anh chị đó. Thì một cái thông tin nữa em muốn gửi đến quý cô chú anh chị mình như thế này, cả nhà mình nghĩ đúng không ạ? Chị Loan gặp nạn thì tất cả mọi người đều xông vào hăng hái vùng lên để phản bác, phản biện và cũng như là giúp đỡ, ủng hộ bằng những cách như em lên đây em nói, cô chú anh chị comment hoặc là chia sẻ bài viết gì đó, có nhiều cách để chia sẻ. Thì cộng đồng mạng yêu thương đến không vì cái vụ lợi gì cả ha cả nhà. Đó thì mỗi người giúp một ít, nhưng đối với anh Tư Soạn thì ảnh lại không, ảnh không mất lòng ai cả, ảnh đứng đứng giữa, ảnh ngư ông đắc lợi, ảnh im lặng, ảnh cho rằng im lặng là vàng ha. Vậy như vậy thì có gọi là ủng hộ dữ chưa, như vậy thì có gọi là đến để bảo vệ hay không? Có nhiều người nói cái kiểu người như anh dưới quê tôi đầy là như vậy ha. Còn trường hợp như là chị Ni bị gặp nạn thì anh cũng đâu có gọi là đứng lên nói, bình luận hay là anh có chia sẻ hay là ủng hộ như thế nào đâu. Anh cũng lại tiếp tục im lặng ha. Còn bên cạnh đó thì có nhiều cái thông tin khác về YouTube, anh cho rằng là tẩy chay YouTube. Nhưng mà cái YouTube mà bảo vệ Hồng Loan mà anh lại kêu tẩy chay. Còn những cái kênh mà YouTube mà của phía bên kia đó, kền kền le le rồi đó, le le hay hít rồi đó, những cái con lăng quăng bên kia thì anh lại im lặng. Anh không có kêu gọi tẩy chay tụi nó, mà trong khi là ủng hộ Hồng Loan mà tẩy chay những cái kênh YouTube ủng hộ Hồng Loan, thật sự quá là vô lý ha. Còn một chuyện nữa là Facebook ha, Facebook của chị em bên nhà chị Hồng Loan đó, chị Ni, anh Băng, chị Loan, chị Bum hay là những chị luật sư Tiết Ngọc nữa cô chú anh chị, cũng bị gọi là bay màu, bị hacker, bị báo cáo. Nhưng Facebook của anh Tư Soạn và Facebook làm việc cá nhân của ảnh thì livestream bán hàng đó thì nó vẫn an toàn, tuyệt đối là bình an vô sự luôn của chú anh chị, không có một chút gì hết, từ trước tới giờ đâu có bị gì đâu. Và phía bên kia đó của chú anh chị mình thấy không ạ, nó không có nhắc nhở gì tới anh Tư Soạn cả. Hầu như là nó dùng những chiêu trò, những lời lẽ, cái né cái tránh ra. Chắc có lẽ là anh được bảo vệ tuyệt đối từ phía bên kia từ phía bên kia hay không thì đó. Thì hy vọng là sau cái chuyến mà gọi là sau cái sự việc mà ảnh lên giải thích ngắn ngủi thôi, tầm khoảng 4 phút 5 phút gì đó, nhưng mà những lời giải thích ngắn ngủi của anh đó nó không có thuyết phục được khán giả, không có thuyết phục được cộng đồng mạng ha. Trong thời gian sắp tới thì em nghĩ là anh Tư Soạn cần phải giải thích nhiều hơn nếu anh muốn lấy lại danh dự, còn không thì coi như là thăng bại danh liệt rồi, lụi bại rồi của chú anh chị. Những cái cơ ngơi sự nghiệp của anh thì em nghĩ là sẽ quay trở lại một cái cột mốc đầu tiên ha, sẽ quay lại cái cột mốc mà lúc mà anh mới bắt đầu thôi. Chứ còn những cái gì mà anh có hiện tại bây giờ em không dám nói chắc chắn là 100% là do Hồng Loan
giúp anh. Mà em chỉ có nói chắc chắn là trong cái sự việc những cái phun xăm thẩm mỹ đều có Hồng Loan, Hồng Ni, và công sức của vợ chồng anh thì cũng có chứ phải không có. Nhưng mà anh đến với Hồng Loan là nhờ những cái khách hàng, những cái khán giả đến với phun xăm thẩm mỹ của anh đó, là đa phần là ủng hộ yêu thương Hồng Loan thì ủng hộ yêu thương luôn luôn cả anh ha. Nó là như vậy đúng không cô chú anh chị? Đó, như vậy thì mà anh lại đổ thừa và anh cho rằng cộng đồng mạng đã gọi là làm hại và cũng như là đưa đưa mọi người vào cái con đường gọi là thị phi này kia nọ đó. Anh đổ thừa cho cộng đồng mạng, anh đổ lỗi cho cộng đồng mạng. Chính cộng đồng mạng đã đem tới cho anh những cái gọi là cái lợi nhuận, cái doanh thu, những cái công việc hàng ngày mà vợ chồng anh làm được. Anh không có cảm ơn, không biết ơn mà anh lại gọi là nói cho cộng đồng mạng, gọi là anh đổ lỗi, đổ thừa cho cộng đồng mạng. Thì thật sự mà nói là không không hay cho lắm. Rồi một thông tin nữa thì muốn gửi đến quý cô chú anh chị mình á, là dạo gần đây cô chú anh chị mình á, thắc mắc là anh Hải chồng chị Loan đó, tại sao không thấy xuất hiện ha, không thấy xuất hiện. Thì em cũng xin nói với cô chú anh chị mình như thế này nè, chuyện cá nhân, chuyện gia đình thì em không tiện chia sẻ, nhưng em biết gia đình của chị Hồng Loan trong ấm ngoài im, trên thuận dưới hòa, rất là vui vẻ hạnh phúc, không có chuyện gì xảy ra cho quý cô chú anh chị. Chẳng qua là cái chuyện riêng cá nhân gia đình của cần phải giải quyết thôi, chứ không phải là cái chuyện mà gọi là gia đình sức mẻ. Mà như cái tụi lăng quăng, như cái thằng Tử Cung mà nó nói á, là Hồng Loan mê hay hít, mê hay hít ganh tị với lại Le Le, mê hay hít ganh tị với Le Le, mà nó nói gì mà nó không biết nhục cô chú anh chị, nó dẫn dắt gì mà nó cũng dẫn dắt cho được, em chẳng hiểu được luôn á. Rồi mới sáng nay á, chị Loan có chia sẻ một bài viết á, cảm thấy hạnh phúc cùng với lại cái người bạn cùng giường mình á, cuối tuần vui vẻ bình vui vẻ vui vẻ anh bạn cùng giường, vui vẻ cùng với anh bạn cùng giường, có nghĩa là nói về anh Hải đó quý cô chú anh chị. Và có một tấm hình, thì cái tấm hình này á, thì mà phía bên lăng quăng nó sôi ra, nó nói là tấm hình cũ úp lại, anh Hải đang hiện tại đang sức mẻ với Hồng Loan. Và dạo gần đây thì anh em YouTube quay hình nữa cả nhà, không thấy anh Hải, thì nó cho rằng anh Hải và chị Loan có tình cảm sức mẻ. Thì thôi tụi nó nói gì nó nói cô chú anh chị, chứ em thì em nói ra thì mất công tụi nó nhục, nói ra mất công tụi nó quê. Thì có cái câu chuyện đó là không có gì hết, gia đình vẫn vui vẻ, sức khỏe bình an, trong ấm ngoài im ha, gia đình vợ chồng thương hòa, làm ăn phát triển, chuyện đó là chuyện bình thường, và cũng như là chuyện đó là chuyện có thật, chứ không phải như cái tụi nó mà gọi là mặc dù ở cạnh nhau thì cần gì liên lên mạng chút, ý là nhột nên chứng tỏ là vẫn ổn á. Nó nói là chị Loan là có cái gì đó nhột nhột lên mạng, chụp hình đăng lên, mà nó không biết nó nói là cái hình cũ hình mới gì, nó tùm lum cho cô chú anh chị. Thật sự bây giờ nha, lên hình lên video là phải nói ngày tháng, và cũng như nhiều khi là phải đưa cái đồng hồ lên, hoặc là đưa cái tờ lịch lên để cho nó thấy được ngày giờ tháng năm, để cho tụi nó nói không có video cũ của chú anh chị. Nó dẫn dắt quá trời quá đất luôn. Nó nói là chị Loan nhột, chị Loan lên đính chính rồi các kiểu các thứ ha. Và bên cạnh đó nữa thì có một thông tin trước khi em kết thúc video này á, thì em chia sẻ thông tin đến quý cô chú anh chị mình á, bác sĩ Long cũng có lên tiếng nha cả nhà, với thằng Cốt Hài, với cái thằng Cốt Hài, nó nói bác sĩ Long á là bác sĩ rình mò, bác sĩ rình chứ không phải bác sĩ chữa. Nó nói bác sĩ Long làm gì mà biết được là hay hít có vào thăm cố nghệ sĩ hay không, đâu phải là 24/24 ở trong bệnh viện đâu, bác sĩ thì có giờ, có giấc, có ca trực, ca xuống ca, chứ không phải lúc nào ở đó. Nhưng nó nói mà nó không suy nghĩ của chú anh chị, bác sĩ Long có thể hỏi y tá, hỏi y tá và những người trực trong cái ekip đó, thì bác sĩ Long biết hết chứ, bác sĩ Long là trưởng khoa hay là như thế nào đó, hoặc là trực tiếp điều trị cho cố nghệ sĩ thì chắc chắn là sẽ biết là thằng hay hít có tới hay không. Điều đó là điều dĩ nhiên, vậy mà nó cũng dẫn dắt cho được, bởi vì nó đầu to mà óc nó như trái nho của chú anh chị. Nếu mà nói về bác sĩ Long á, em cũng rất là ngưỡng mộ bác sĩ luôn cả nhà. Bác sĩ Long quá là tuyệt vời, luôn yêu thương ủng hộ Hồng Loan và cũng như là gia đình, những thành viên trong căn nhà số 5. Trong sắp tới đây á, là thôi nôi của bé Bill, thì em nghĩ là sẽ có bác sĩ Long tham gia tham dự, không thể nào thiếu rồi. Tại vì bác sĩ Long là người đã tận tình giúp đỡ cho Bùm Bùm hạ sinh được bé Bill, một đứa con thật sự là kháu khỉnh nè. Mà ông bảy ông nỡ nào ông lại bỏ đi cả nhà, ông không nhận đứa cháu ngoại. Em cũng không thể nào mà tin được cái ông bảy cương thi này, trong đầu ông nghĩ gì, ông mê cái bà khọt xèo
cái bà Kim Thúy ở Dơ đó mà nuôi cái thằng Tiểu Hàng Sẻn, Tiểu Cương Thi cô chú anh chị, nuôi cái thằng mà gọi là con của người ta, trong khi con mình thì từ và cháu ngoại mình kháu khỉnh như vậy đó mà không nhận. Thật sự ông không biết là ông có thèm khát hay không, chứ đứa cháu ai cũng thương. Lên khi mà mỗi lần anh em YouTube quay á thì nó rất là dễ thương của chú anh chị, nhưng mà ổng lại không nhận. Quá là hết sức tưởng tượng đối với ông Bảy Cương Thi này hả cả nhà. Bác sĩ Long có chia sẻ và cũng như là có phản biện lại với ông Cốt Hài và cũng như là những con lăng quăng bên kia như thế này nè: ai dám bịa chuyện vu khống tôi phải không, nếu anh không lên tiếng xin lỗi và đính chính tôi sẽ nhờ công an can thiệp đó. Cả nhà mình thấy không, bác sĩ Long đã lên tiếng hả cả nhà. Bác sĩ Long đã lên tiếng và nói ai mà vu khống bác sĩ Long thì coi chừng nha, đừng có tưởng là bác sĩ Long im 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 như vậy mà người ta không nói. Thì hồi nãy em cũng nói rồi, bác sĩ Long là một người bác sĩ trực tiếp điều trị cho bác Năm, thì chắc chắn là bác sĩ Long nếu mà trong thời gian trực thì bác sĩ Long sẽ biết ai tới, và cũng như là khi mà bác sĩ Long xuống ca đi chăng nữa thì cũng còn có y tá y tế ở đó, thì bác sĩ Long có thể biết được thông tin ai tới. Và cái trường hợp của bác Năm là trường hợp đặc biệt ha, ai tới thăm và như thế nào thì em nghĩ là sẽ có nhân viên y tế y tá và cũng như là cái ekip trực ở đó sẽ gọi là có đặc biệt hơn xíu, sẽ biết ai ra vào như thế nào cả nhà. Tại vì cái trường hợp bác Năm là trường hợp đặc biệt mà nó vậy, mà nó cũng tụi nó cũng dẫn dắt lên cho được, em không thể nào tin được cái tụi này của chú anh chị ạ. Đó đó là những thông tin mà em muốn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình, và cả nhà mình đừng quên ha, đăng ký kênh của Tài, like và chia sẻ, để tối hôm nay thì em có đi đến phòng trà Đồng Dao, phòng trà Đồng Dao để quay và chia sẻ những hình ảnh của nghệ sĩ Ngân Tuấn gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn mình ha. Chú Ngân Tuấn hôm nay có một cái show ở phòng trà Đồng Dao, và cái show đó nó hay và nó có ý nghĩa gì thì cô chú anh chị mình đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ, để tối hôm nay em ghi hình gửi đến quý cô chú anh chị mình ha. Tầm khoảng đâu đó là 8 giờ, 8 giờ thì chú Ngân Tuấn sẽ có xuất diễn ở đó. Em sẽ cố gắng đến sớm và hy vọng là gặp chú Ngân Tuấn và để ghi hình và chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở một cái video tiếp theo ạ. À.